Mấy tụi nó, các anh chị có vô á ha, nói em á, Hồ Văn Cường á, vô ơn, nghịch tử, ăn cháo đá bát. Em Hồ Văn Cường á, người ta chỉ là một người đứa trẻ con thôi. Yến Nhi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị em thân mến. Lời nói đầu cho Nhi gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến quý cô chú bác và quý anh chị em thân mến nha. Hôm nay Nhi xin chia sẻ về câu chuyện của em Hồ Văn Cường nha các anh chị cô chú bác. Em Hồ Văn Cường á, thì á, được á, cố ca sĩ á, Phi Nhung á, nhận về làm con nuôi á, là sau khi á, được đặt cái giải quán quân Idol Kids năm 2016 ha, được nhận làm con nuôi cho đến nay á, là cũng 5-6 năm trời rồi, theo cố ca sĩ ha. Đó, được cái gì? Cho tới nay em Hồ Văn Cường được cái gì các anh chị chú bác? Chẳng có được cái gì hết trơn á, mà gia cảnh của em Hồ Văn Cường á, ở dưới quê á, rất là khó khăn ha. Em từ nhỏ á, đã có cái tài năng, có cái năng khiếu yêu âm nhạc đó. Em ấy á, còn á, có cái suy nghĩ á, còn biết giúp mẹ á, mỗi lần á, đi show diễn hát á, cho đám cưới á, ha, được 200-300 ngàn á, đem về đưa cho mẹ giữ để đóng tiền học phí cho em ấy ha. Đó, như vậy á, cho tới bây giờ á, theo á, cố ca sĩ 5-6 năm trời rồi, được cái gì? Mà những người á, kia á, còn gắn ghép lên cho em á, Hồ Văn Cường á, là vô ơn, ăn cháo đá bát, nghịch tử. Đó, những người đó nói chuyện mà nói chuyện người lớn ha, mà không biết ngượng miệng là cái gì, nói mà không có cần suy nghĩ ha, đầu to mà não thì não tôm đó. Trước khi á, mà muốn phán xét á, em Hồ Văn Cường á, ha, thì á, mình phải biết nhìn nhận, phải có cái nhận xét đó. Bây giờ á, 5-6 năm trời em Hồ Văn Cường được cái gì? Cũng tay trắng thôi ha. Bao nhiêu á, cái tiền cách xê á, em diễn á, đi với có ca sĩ á, ai giữ? Là con nhỏ quản lý nó giữ đó, con nhỏ quản lý giữ mấy năm trời á, em Hồ Văn Cường được cái gì? Và ba mẹ của em Hồ Văn Cường á, còn phải theo á, phụ giúp á, cho nhà cố ca sĩ nữa. Người mẹ á, thì làm ô xin, người ba á, thì làm giữ xe cho cái quán ăn nữa. Chị á, thì lụm ve chai nữa các anh chị cô chú bác. Ca sĩ đó. Đó, mấy năm trời rồi được cái gì? Nhà, vách lá, nhà cũ, nhà siêu dột như vậy đó. Mà được cái gì đâu, cho tới nay cũng chẳng có được cái gì hết trơn á, mà gắn ghép em đó, lên á, cái tên á, là ăn cháo đá bát, vô ơn, nghịch tử, đó, nói á, mà nói không có biết á, là hả, suy nghĩ lớn rồi ha, nói cái gì nói, cái khẩu nghiệp á, nó còn ở trên cái vành môi đó ha, nói cái gì nói, nghiệp nó đến nhanh lắm, chứ đừng có nói là hả, không có. Những cái tiền cách xê á, của em Hồ Văn Cường á, các anh chị có biết, biết không? Mấy năm trời rồi. Đó, bây giờ con quản lý này nó giao tiền cho em, mà giao tiền cho em Hồ Văn Cường thế nào? Em nghe nói đâu á, là 200 triệu cái tiền thưởng á, của giải quán quân á, ha, là đưa cho em Hồ Văn Cường rồi, là còn 180 triệu để trong sổ tiết kiệm ngân hàng, ha, còn có 180 triệu thôi. Và tiếp theo á, là nó nói á, là Phi Nhung á, cho em Hồ Văn Cường á, là 500 triệu. Ủa, vậy là xong rồi đó hả? Hả, con nhỏ quản lý? Con quản lý á, mày ra, mày trả lời á, cho cộng đồng nghe đi, ha. Cảm thấy á, mày nói chuyện á, bốc xúc mày dữ lắm á, con quản lý này nè, các anh chị có biết. Nó giữ tiền của em Hồ Văn Cường á, bóc lột á, sức lao động, ha. Đó, bao nhiêu năm trời á, mày mở miệng ra mày nói á, là tiền cho, tiền gì tiền cho. Hả, mấy năm trời, cho 500 triệu. Mày nghĩ đi hả? 500 triệu đó tính sơ sơ cho mày nghe thôi á ha. Nội mà cái tiền cái YouTube của em Hồ Văn Cường á, một năm á là được bao nhiêu tiền rồi hả? Cái kênh YouTube của em Hồ Văn Cường á, hiện giờ á, đó, tụi mày nha, lãnh cái phần tiền đó đó, mỗi năm tụi mày lãnh được bao nhiêu tiền hả? Nội cái tiền á, YouTube một năm thôi đó của em Hồ Văn Cường thôi đó. Nếu mà tụi bay còn là con người á ha, là tụi bay á, cho cái phần tiền đó cho mẹ của em Hồ Văn Cường á, về sửa nhà, cất nhà đi. Tụi bay đâu có đâu ha. Tiền bao nhiêu á thì tụi bay cũng ôm, tụi bay giữ hết. Đó, là con nhỏ quản lý á, các anh chị có bác, nó giữ hết ha.
Thậm chí mà đến á, cái tiền á, mà em đi diễn á, những cái tiền bo á, của khán giả thưởng cho em Hồ Văn Cường á, về nhà cũng bị mẹ nuôi lấy hết ha. Đó, em ấy á, em mới vừa coi xong cái clip á, đó, người mẹ nuôi á, lấy hết á, cái tiền á, bo cũng đâu có còn đồng nào trong túi của em ấy đâu. Em cảm thấy coi xong cái clip đó em quá là bức xúc luôn các anh chị cô bác. Đó, lấy làm gì? Em hỏi cửa nói là em ấy hết tiền rồi. Đó, cái mẹ nuôi nó nói là hả, tiền bo của khán giả khách á, mới bo cho con đó, đưa đây luôn cho mẹ đi. Để mẹ giữ, để mẹ đi thiện nguyện. Trời ơi, các anh chị cô bác, em thấy á, không biết á, người mẹ nuôi này á, nuôi cái gì ha. Lấy tiền bo của em Hồ Văn Cường đi làm thiện nguyện, mà trong khi đó á, cái gia đình của em Hồ Văn Cường á, các chị có bác biết không, còn nghèo khổ, nhà gì á, vách lá dột siêu như vậy đó, còn khổ như vậy, ba mẹ còn đi làm ở đợ, làm ô xin, đi làm giữ xe đó. Em ấy thì 17-18 tuổi rồi ha, cũng phải có chút đỉnh tiền để túi đó, bao nhiêu tiền á, người mẹ nuôi này á, cũng lấy ha, lấy hết đó để đi làm thiện nguyện. Trong khi đó tại sao á, gia đình của em Hồ Văn Cường nè còn nghèo khổ như vậy nè đó. Nếu mà người mẹ mà biết suy nghĩ nha, là phải lo trước cho cái gia đình của em Hồ Văn Cường á, cho nó đàng hoàng đi ha, cho nó ổn định đi đó. Cái nhà người ta còn dột siêu gách nát như vậy á, còn không lo, đi lo đó ngoài đường đó. Em ấy là người nhỏ, mới mười mấy tuổi và không dám lên tiếng. Còn ba mẹ của em ấy á, thì dân nhà quê, thấp cổ bé họng, cũng không biết nói cái gì hết trơn á. Nếu mà các anh chị cô chú bác nghĩ đi, nếu mà con cháu của các anh chị cô chú bác á, đó, mà bị như vậy đó, các anh chị có lên tiếng không? Nếu mà em á, là em sẽ không có để yên đâu, chứ đừng nói mà lên tiếng. Trời ơi, là mẹ cái kiểu gì hả? Nhận về nuôi, bao nhiêu đứa con nuôi? 23 đứa con nuôi. Đó, nuôi cái gì? Nói mà cái tiền YouTube của em Hồ Văn Cường thôi á, là đủ dư sức mà đóng tiền học luôn, tiền ăn luôn của cha mẹ em Hồ Văn Cường luôn. Em nói cho các chị chú bác nghe đó, đừng có mở miệng ra mà nói là 500 triệu của hả cố ca sĩ cho em Hồ Văn Cường, nghe cảm thấy buồn cười quá. Đó, những cái người ngu á ha, nó nghe lời thôi ha, còn những người mà sáng suốt á, người ta nghe nói nghe nghe mắt ị lên cái đầu của tụi bay hết trơn luôn, tao nói cho tụi bay nghe đó. Còn những cô chú bác á, anh chị á, phân á, những người ca sĩ nghệ sĩ gì á mà không có lên tiếng á, thì em không đụng chạm tới. Còn những người nào mà lên tiếng á ha, đó là nói á, là em Hồ Văn Cường cháu đá bát đồ này nọ đó, em lên tiếng với những người đó thôi, em nói cho các anh chị cô bác nghe. Còn những người nào á, ai cũng có phân hết trơn á, thần tượng cứ thần tượng ha, không lên tiếng thì thôi. Mà những người nào lên tiếng mà lên tiếng không đúng á ha, mà em mà nghe được thì em sẽ phản biện thôi. Bất cứ ai cũng vậy à, em nói là tánh em là một, hai là hai đó. Con cháu á, các anh chị cô chú bác á, mà cho đi làm 6 năm trời, tiền không được cầm, không được biết, rồi bây giờ người mẹ nuôi mất xuống rồi, em ấy được cái gì? Gia đình nhà cửa thì dột nát như vậy, còn chưa sửa xong nữa đó. Làm bao nhiêu tiền người mẹ nuôi á, tiền tiếp cũng lấy để mà làm thiện nguyện ha. Đó, cho mượn, mẹ nuôi đó nói cho mượn để làm thiện nguyện, rồi bây giờ mất xuống rồi có trả không? Trả làm sao? Tính làm sao? Còn con quản lý giữ tiền á, đó, nó nói á, là cố ca sĩ cho 500 triệu cho em Hồ Văn Cường. 500 triệu đó là mấy năm chờ là 500 triệu đó đó hả? Hả? Con quản lý, mày lên mày trả lời cho mọi người nghe đi, cho cộng đồng nghe đi, hả? 5-6 năm trời á, cái tiền cách xê của em Hồ Văn Cường tổng cộng lại được bao nhiêu, mày đưa cho em Cường được bao nhiêu tiền? Mày lên mày trả lời cho cộng đồng nghe đi, hả? Sao mày không dám lên trả lời vậy? Mày trốn đi đâu rồi, hả? Tiền á, là phải nói cái chuyện tiền bạc á, cái nào thì ra cái đó ha. Nuôi á là nuôi, chứ mày đừng có lên đây mày nói mày kể ơn. Nuôi em Hồ Văn Cường phải tốn tiền học. Ủa, tốn tiền học vậy mày nhận nuôi làm cái gì hả? Nhận á, con về nuôi hay là nhận mấy đứa con về nuôi tụi bay hả? Mà trong khi đó tiền kênh YouTube, tao nói rồi, tiền kênh YouTube á là dư sức cho em Tường học luôn đó. Tại sao tụi bay không tính mà tụi bay cứ lấy ra là tụi bay nuôi em Hồ Văn Cường phải tốn tiền này tiền kia tiền nọ các thứ, vậy tụi bay ra tính sổ đi, ra sao kê đi, rồi để cộng lợi hả? Tụi bay ghê, bởi vì tụi bay ghê, có cái miệng tụi bay nói tốt cho tụi bay không à,
Còn những gì của người ta, bé ăn hiếp những người mà thấp cổ bé họng ha, những người nghèo khổ, tụi bé ăn hiếp thôi. Chứ còn cỡ như những cô chú bác mà biết chuyện á, tụi bay dễ à, dễ tụi bay ăn, tụi bay nuốt à. Đó, nguyên một cái tập đoàn của tụi bay á, là lợi dụng bóc lột sức lao động của trẻ con. Ha, tao nói thiệt cho tụi bay nghe là như vậy. Con quỷ quản lý này nè, giữ tiền của em Hồ Văn Cường á. Đó, mày ra mày cộng sổ đi, mày sao kê đi. Mày đừng có nói mọi đó, mày nói miệng mà khơi khơi, mày nói ờ, cho em Hồ Văn Cường 500 triệu, tiền cho, tiền gì là tiền cho. Tiền 5-6 năm trời của Hồ Văn Cường đâu. Sao tụi mày không ra nói? Hả, cộng sổ lại đi, sao kê đi, rồi tính sổ. Hôm nay á, cái clip này á, ha, em gửi á, đến á, cho con nhỏ quản lý á, ha, con nhỏ á, cầm tiền á, của em Hồ Văn Cường á, mà mở miệng ra nói á, phần tiền là phần tiền cho, ha. Bây giờ con nhỏ quản lý đó ra trả lời đi nha, ra làm sáng tỏ cái vụ việc của em Hồ Văn Cường mà giữ tiền của em Hồ Văn Cường á, bao nhiêu năm trời nay mà đừng có miệng miệng mày nói mày cho cái này cho cái kia nha, không có tiền gì mà tiền cho hết trơn á. Tiền công sức lao động của em Hồ Văn Cường là công sức của em Hồ Văn Cường. Đừng có mở miệng ra nói tốt mà tiếng cho. Đó. Ra cổng sổ đi nha. Hôm nay cái chương trình em chia sẻ các anh chị cô chú bác tới đây trước đi nha. Và em xin hẹn gặp lại vào cái chương trình tiếp theo sau. Xin mến chúc các anh chị cô chú bác luôn mạnh khỏe. Thank you. Em bye bye.